Trong tập trước, Mạnh Đà Tử mặc dù hy sinh con bé bích thiểm của mình để đề cao level, nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Lâm lợi dụng đám ma đầu giết chết và còn bị hắn hôi của, lấy hết bảo vật cùng túi trữ vật. Sau đó, Vương Lâm tiến vào khu vực có tên Bất Quy Lộ, nơi đây tràn ngập các cấm chế và cạm bẫy. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Lúc này, mặc dù vô số những cơn lốc đang đuổi phía sau, nhưng Vương Lâm vẫn bình thản, không có gì sợ hãi. Hắn thầm tính toán trong lòng, sau đó hắn nhìn chằm chằm về đám cơn lốc phía sau, há mồm phun ra một đạo tinh quang. Phi kiếm bất chợt lóe lên, thuấn di về phía cơn lốc mà Vương Lâm đang để ý. Trong phi kiếm có ẩn chứa cả cực cảnh thần thức. Mục tiêu của Vương Lâm cũng không phải là đám tiểu thú với số lượng khổng lồ bên trong cơn lốc, mà là cơn lốc có thi lệnh giả, kẻ khống chế cơn lốc. Dưới tác dụng của cực cảnh thần thức, trên phi kiếm thì thoảng lại lóe lên những tia sáng sắc lạnh. Một vài tia sáng bất chợt lóe lên trong mấy cơn lốc mà Vương Lâm vẫn chú ý. Nhất thời, những cơn lốc đó dừng lại, đám tiểu thú bên ngoài lập tức rơi xuống, nét mặt ngơ ngác. Vương Lâm nhếch mép cười lạnh, thu hồi phi kiếm, tiếp tục đào tẩu. Thoáng cái, khoảng cách giữa hai bên lại bị giãn ra. Lúc trước, Vương Lâm đã lựa chọn cơn lốc có tốc độ nhanh hơn một chút. Sau khi Vương Lâm bỏ đi, trong nháy mắt, ngoại trừ hai ma đầu, toàn bộ số lượng tiểu thú chết hết. Ba ngày sau, Vương Lâm đứng trên cây cầu làm bằng đá đen, nhìn về phía sau, 42 cơn lốc đang gào rít xoay tròn, cuốn lại với nhau. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được xung quanh chúng đều có một cơn lốc nhỏ đang bao xung quanh. Từ trong cơn lốc lóe lên một tia điện quang màu đỏ, ép bọn chúng tụ tập lại với nhau. Một lúc sau, Vương Lâm bất chợt dừng lại, trước mặt hắn xuất hiện một tấm bia đá cao khoảng 30 trượng. Tấm bia có màu hơi đỏ, tỏa ra một chút yêu khí. Vài con tiểu thú tò mò bay lại tấm bia, và cánh vào đó phát ra những tiếng ong ong. Vương Lâm nhìn tấm bia đá, chỉ thấy trên đó có viết ba chữ to: Bất Quy Lộ, không đường về. Vương Lâm nhìn kỹ một chút, chợt nhìn lên đỉnh tấm bia đá. Sau khi quan sát, hắn vùng tay phải lên, nhất thời một cơn gió xuất hiện, cuốn bay đi lớp bụi trên đó. Ở một góc của tấm bia có mấy hàng chữ nhỏ: vượt qua hành thổ chi địa, thu phục được thú vương, tiến vào Bất Quy Lộ. Nơi đây có chút thú vị, vì vậy lưu lại cho đời sau một lời: nếu là người hữu duyên thì hãy cẩn thận cân nhắc hai chữ Bất Quy. Trở lại bên cây cầu, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, ma đầu Hứa Lập Quốc liền chui ra, ghen ghét nhìn về phía cơn lốc, trong lòng thầm nói: cái tên tiểu đệ kia có gì hơn người cơ chứ, sau này lão tử cũng muốn đi theo tiểu đệ. Vương Lâm chỉ vào cây cầu đá một cái, ma đầu Hứa Lập Quốc lập tức cảm thấy hưng phấn. Lần này, hắn chẳng giống như ngày trước, có kẻ mặc cả, ngược lại trong lòng vui vẻ, đắc ý nhìn cơn lốc mà thầm nghĩ: nhìn thấy không, chủ tử đã nhìn trúng lão tử mà, nếu không, chuyện như thế này làm sao lại không giao cho lão nhị cơ chứ. Hắn nhìn về phía Vương Lâm, nét mặt có chút nịnh bợ, rồi bay về phía cây cầu. Sau khi bay đi rất xa, vẫn không gặp phải nguy hiểm gì, hắn lượn quanh vài vòng rồi mới quay lại. Vương Lâm xem xét trong túi trữ vật có cái gì rồi cho hết sang túi của mình. Sau đó, hắn ném cái túi của Mạnh Đà Tử xuống đất. Cuối cùng, hắn cầm lấy một vật, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Nét mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn cây cầu trước mặt, chợt tinh quang trong mắt lóe lên. Hắn không nói hai lời phun ra một tia sáng, ngay lập tức phi kiếm lượn một vòng xung quanh rồi lơ lửng trước mặt hắn, tỏa ra hàn khí kinh người. Vương Lâm nhìn phi kiếm, trong lòng có phần do dự. Sau đó hắn cắn răng, vỗ tay một cái, phi kiếm lập tức run lên, phát ra một tiếng ngâm trong trèo. Ngoài thân kiếm xuất hiện vô số những đường chỉ máu nhỏ li ti. Những sợi tơ huyết đó chính là do Vương Lâm khi còn ở Triệu Quốc sử dụng huyết luyện thuật ngưng kết tinh huyết của bản thân mà thành. Cuối cùng mặc dù phi kiếm tan biến cùng với thân thể hắn, nhưng huyết luyện thuật lại hết sức bá đạo, vẫn lưu giữ lấy kiếm linh. Kiếm linh vốn là một thứ vô hình vô cảm, nhưng theo Vương Lâm nhiều năm, lại cùng với hắn cắn nuốt linh hồn, vì thế mà sinh ra một chút linh thức, nên mới có thể tồn tại được tới bây giờ. Cho đến khi Vương Lâm sử dụng luyện khí thuật của Chiến Thần Điện, tế luyện kiếm phôi một lần nữa thì phi kiếm mới lại chính thức được hoàn thành. Có thể nói thanh phi kiếm này đã lập bao chiến công cho Vương Lâm, số người chết dưới lưỡi kiếm hàng hà vô số. Theo thời gian, sát khí trong kiếm linh càng lúc càng nhiều, đã trở thành một thanh hung khí. Lúc này, phi kiếm đã thành hình, có màu xanh sẫm, bên trong ẩn chứa độc tố của Độc Phương Đình. Nếu chẳng may chạm phải, không bị phi kiếm giết chết thì cũng bị trúng độc mà chết. Với phi kiếm này, cho dù là Nguyên Anh kỳ nếu bị hắn đánh lén cũng khó lòng thoát chết, dù sao thì độc tố của nó cũng chính là từ Độc Phương Đình của Mạnh Đà Tử. Vương Lâm có chút vui vẻ, từ nay những cái gai trên thân phi kiếm sẽ là sát chiêu của hắn, chỉ cần hắn muốn, những cái gai đó sẽ lập tức xuất hiện, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Sau khi tạo được một thanh phi kiếm tốt, Vương Lâm đứng lên, đưa mắt nhìn về phía cây cầu, rồi không nói tiếng nào đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn, vô số cơn lốc rít lên bám theo. Vương Lâm cẩn thận mà đi, cảnh vật trước mắt bất chợt thay đổi. Cây cầu đá dưới chân lập tức thu nhỏ lại còn có chừng trăm trượng. Phía bên kia cây cầu từ từ xuất hiện một dòng xoáy lớn. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Nếu nó không có cấm chế thì hắn chỉ cần dốc sức toàn lực là có thể vọt qua.
Còn bây giờ, chỉ có thể từng bước một chậm rãi mà đi, không thể vội vã được. Hắn nhìn con đường dài trăm trượng, hít một hơi thật sâu rồi cất bước. Mỗi một bước, Vương Lâm đều hết sức tập trung. Sau khi hắn đi được 10 trượng, làn bụi trong không trung chợt trở nên đậm đặc. Bất chợt những cơn lốc phía sau lưng hắn chợt biến mất, kể cả ma đầu thứ hai cũng không thấy dấu vết. Cho dù Vương Lâm cùng nó có sự liên hệ về thần thức, nhưng như có một thứ lực lượng vô hình ngăn cản khiến cho mất đi tác dụng. Vô thức Vương Lâm định quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng vào lúc hắn chuẩn bị quay đầu liền lập tức ngừng lại. Nét mặt Vương Lâm trở nên âm trầm, suy nghĩ một chút, sau đó hắn nhếch mép cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới đi thêm được 10 trượng, bất chợt phía sau hắn vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến cho cả cây cầu cũng phải rung rinh. Vương Lâm cố gắng giữ thân thể ổn định, tiếng gầm đó đối với hắn hết sức quen thuộc. Nó rõ ràng là tiếng giống của con dao long màu đỏ bên trong thi cốc. Một luồng hơi nóng từ phía sau thổi tới, Vương Lâm nhắm mắt, cũng chẳng thèm sử dụng thần thức quan sát. Nếu nơi đây đã có tên là Bất Quy Lộ thì có nghĩa là một khi đã bước chân lên không thể quay trở lại. Mặc dù không thể quay đầu lại, cũng không thể sử dụng thần thức quan sát, nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận được làn hơi nóng đang phả vào gáy kia chính là của con dao long. Thậm chí nó còn đang há ngoác miệng bám sát sau lưng hắn. Tuy trong lòng đang rất kinh hãi, nhưng Vương Lâm vẫn cố gắng bình tĩnh. Con dao long cơ bản là không thể xuất hiện ở chỗ này, đó nhất định chỉ là ảo giác. Đúng lúc này, phía bên phải hắn chợt lóe lên hồng quang rồi biến mất. Cặp đồng tử của Vương Lâm chợt co rút lại, hồng quang đó rõ ràng chính là một cái lưỡi. Mồ hôi túa ra đầy trên trán, hắn liếc mắt nhìn sang bên thấy trên vai phải của mình có một bãi nước dính dính, tỏa ra mùi rất lạ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn dần trở lại bình tĩnh. Bước chân của hắn vẫn hết sức thong thả như cũ, chậm rãi mà đi. Xung quanh hắn, cái lưỡi màu hồng xuất hiện liên tục, cùng với những tiếng gầm phát ra liên tiếp, thậm chí hơi thở của nó còn làm cho góc áo của hắn tung bay. Một luồng sát ý chợt từ phía sau ập đến, Vương Lâm nhìn quần áo mình đang bay phần phật mà nhếch mép cười. Nếu nói vừa rồi hắn còn không tin lắm thì sau khi nhìn thấy chất nhầy trên vai thì đã thật sự tin rằng đây không phải là ảo giác. Nhưng bây giờ, nhìn quần áo mình đang bay phần phật, hắn lại có thể khẳng định đó chỉ là một loại pháp thuật nào đó mà thôi. Ý chí của Vương Lâm càng thêm kiên định, hắn chẳng hề do dự, tiếp tục đi về phía trước. Mặc cho phía sau có chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề dừng lại. Lúc này, con dao long phía sau lưng gầm rú dữ dội, nó há miệng đớp lấy Vương Lâm. Khóe mắt Vương Lâm có thể cảm nhận thấy được điều đó, nhưng hai mắt hắn vẫn chẳng hề chớp, cứ thế thong thả mà đi. Trong nháy mắt, khi con dao long nuốt chửng thân thể hắn, nó liền hóa thành một làn sương mù màu xám, biến mất. Trong làn sương mù, thân thể Vương Lâm chậm rãi bước đi. Hắn đã đi được hơn 90 trượng, trước mắt chỉ còn khoảng 10 trượng nữa là có thể vượt qua cây cầu. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau hắn chợt có một tiếng ho nhỏ. Mặc dù tiếng ho rất nhỏ nhưng vọng vào tai Vương Lâm lại chẳng khác nào tiếng sét vang vọng trong đầu hắn. Bước chân của hắn không tự chủ được mà ngừng lại, thân thể run rẩy, hai hàng nước mắt lã chã tuôn ra. Mặc dù tiếng ho vẫn vang lên, nhưng Vương Lâm biết tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn vẫn không quay đầu lại, thiết trụ xoay lại cho cha nhìn con một chút. Tiếng nói quen thuộc lại vang lên, Vương Lâm nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại. Sau khi mở ra, ánh mắt hắn thể hiện rõ một sự quyết tâm. Hít một hơi thật sâu, Vương Lâm tiếp tục bước về phía trước. Thiết trụ, mẫu thân muốn nhìn con một chút, tại sao ngươi lại nhẫn tâm, không quay đầu lại? Vương Lâm lại tiếp tục nhắm mắt, hai chân run rẩy, nhưng rồi vẫn kiên quyết bước đi không hề do dự. Thoáng cái đã đi tới cuối cây cầu. Trong 10 trượng cuối cùng, âm thanh của cha mẹ không ngừng vang lên trong tai hắn. Ngay khi hắn bước nốt một bước cuối cùng, tiếng nói của phụ mẫu lập tức biến mất. Tiếng rít của cơn lốc lại một lần nữa vọng vào tai. Cảm ứng của hắn với ma đầu thứ hai lại xuất hiện. Vương Lâm vẫn không hề xoay người lại. Hắn đứng trước dòng xoáy suy nghĩ một chút rồi thở dài. Sau đó, Vương Lâm lấy ngọc giản mà Lý Mộ Uyển đã đưa cho hắn ra ngoài. Ngay sau đó, dưới sự bao vây của những con lốc, tất cả cùng nhau tiến vòng dòng xoáy, vô số tia chớp màu tím hiện lên lôi kéo, Vương Lâm liền biến mất. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.